khám phá giếng địa ngục nhà tù dành cho ma quỷ sâu không đáy ở Yemen. Tạm gác lại những căng thẳng trên Biển Đỏ ở vùng đất Yemen, hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi khám phá một cái hố, còn được biết đến là giếng địa ngục, nhà tù dành cho ma quỷ ở vùng đất này. Giếng địa ngục ở Yemen còn được gọi là giếng Bahao nằm tại sa mạc Anbara, gần biên giới với Oman, cách thủ đô Sanaa của Yemen khoảng 1.300 km. Hố này rộng 30m và được cho sâu từ 100 đến 250m. Sở dĩ gọi là nhà tù dành cho ma quỷ bởi đứng ở miệng giếng, dù ngay hay đêm người ta cũng ngửi thấy mùi hôi thối từ dưới đáy bốc lên rất kinh khủng. Dù các nhà thám hiểm đã nhiều lần chui xuống hố khổng lồ này, nhưng không thể chạm tới đáy vì thiếu oxy và không có thông gió. Một chuyên gia thám hiểm cũng nói rằng họ đã gặp những điều khó hiểu bên trong và ngửi thấy mùi kỳ lạ khi xuống dưới hố. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, giả thuyết mùi hôi thối do ma quỷ là không có căn cứ. Lần đầu tiên thám hiểm giếng địa ngục, nhóm thám hiểm đến từ Oman đã không tìm thấy bất kỳ thần thánh hay cửa vào địa ngục nào dưới đáy hố. Thay vào đó, họ đã tìm thấy thác nước, băng đá và ngọc trai trong hang động. Điều này có thể giải thích mùi hôi thối mà người ta ngửi thấy khi đứng bên trên mặt đất, chứ không phải do quỷ dữ như truyền thuyết địa phương đồn thổi. Tuy nhiên, xoay quanh câu chuyện giếng địa ngục ở Yemen vẫn còn rất nhiều bí ẩn mà chưa nhà thám hiểm nào khai phá ra được.